Thưa quý vị, thành phố Đà Nẵng định hướng hình thành và phát triển nhiều loại hình sản phẩm du lịch cao cấp, khai thác hiệu quả phân khúc thị trường khách chi tiêu cao, trong đó du lịch GOLD được xem là sản phẩm cao cấp đang có nhịp phát triển mạnh tại Đà Nẵng khi số lượng các vòng đấu tại các sân GOLD và lượng khách GOLD đến Đà Nẵng trong thời gian qua gia tăng rõ rệt. Vừa qua, Đà Nẵng tổ chức thành công lễ hội du lịch GOLD và giải BRG Open GOLD Championship Đà Nẵng 2023, thu hút 1.200 lượt du khách tham quan trải nghiệm không gian triển lãm GOLD tại công viên APEC, 4.000 người xem trực tiếp tại sân và hơn 50.000 lượt xem trên các nền tảng xã hội. Đây là năm thứ hai thành phố tổ chức lễ hội và giải đấu này. Hiện thành phố có 3 sân GOLD đẳng cấp quốc tế. Theo số liệu của các sân GOLD Đà Nẵng, tổng vòng GOLD tại 3 sân này trong 7 tháng đầu năm 2023 đạt 94.711 lượt, tăng 106% so với cùng kỳ năm 2022. Kéo theo lượng khách tham quan lưu trú tại thành phố kết hợp đánh GOLD cũng gia tăng. Các cơ sở lưu trú cho biết đặc thù của dòng khách này là lưu trú dài ngày, tối thiểu từ 3 đến 5 đêm, có mức độ chi tiêu cao. Bên mình cũng tập trung vào cái phân khúc thị trường này. Cho nên là về ngoài cái việc là có cái menu phù hợp với cái nhu cầu của khách góp là menu à la carte cao cấp cũng như là menu rượu và dịch vụ spa. Theo Sở Du lịch thành phố, hiện nay hệ sinh thái du lịch GOLD của Đà Nẵng có nhịp phát triển mạnh mẽ. Các sân GOLD đã được đầu tư và phát triển các dịch vụ tiện ích để phục vụ người chơi GOLD tốt hơn. Đối với các hệ thống cơ sở dịch vụ như lưu trú, hàng không hay lữ hành thì đã có sự quan tâm và dành một phần trong các hoạt động dịch vụ của mình. Bên cạnh đó, số lượng người chơi GOLD trên địa bàn ngày càng gia tăng. Đây cũng là tín hiệu đáng mừng cho sự phát triển kinh tế xã hội thành phố. Một cái điều hết sức quan trọng đó là cái hình ảnh điểm đến Đà Nẵng của chúng ta ngày càng được xác định là rõ nét hơn là cái điểm đến chất lượng cao. Tập trung phục vụ các cái dòng khách cao cấp và khẳng định cái vị trí của du lịch cũng như du lịch góp của Đà Nẵng trong cái bản đồ du lịch khu vực và quốc tế. Vừa qua, Việt Nam được vinh danh là điểm đến GOLD hàng đầu châu Á tại lễ trao giải thưởng GOLD Thế giới năm 2023. Đây là lần thứ 7 liên tiếp Việt Nam đạt được giải thưởng này. Đây cũng là động lực để Việt Nam tự tin phát triển du lịch GOLD trở thành sản phẩm chủ lực. Theo đó, cùng với các địa phương trong cả nước, đòi hỏi Đà Nẵng cần có các giải pháp phù hợp để kích thích sự tò mò và khám phá của du khách quốc tế về việc phải đến Việt Nam cũng như thành phố để trải nghiệm du lịch GOLD. Cũng cần có cái sự liên kết hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương lân cận, rồi giữa các doanh nghiệp với nhau, giữa các nhà đầu tư sân góp, các chủ sân góp cùng với các công ty du lịch, các cơ sở lưu trú để chúng ta hình thành nên một sản phẩm du lịch góp trọn gói để có thể là tham gia các hội chợ du lịch quốc tế lớn ở trong khu vực cũng như trên thế giới để trực tiếp chúng ta giới thiệu, quảng bá, xúc tiến và thu hút khách từ những địa bàn này. Thực tế cho thấy, du lịch GOLD nếu được phát huy tối đa sẽ mang lại lợi nhuận khổng lồ cho du lịch Đà Nẵng, đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội thành phố, qua đó góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành điểm đến du lịch dịch vụ chất lượng cao hàng đầu khu vực.